Bước vào sao bước ra y vậy mà chưa hết đâu nha. Mình làm xong mình về nhà tầm 2 đến 3 tuần sau á thì cái da mặt của mình hai bên nè nó chảy xệ và nói là rất kinh khủng, thì lúc đó mình rất là hoang mang. Mình có quay lại mình hỏi thì mấy bạn mới trả lời do chị không kiêng khem, do cơ địa của chị xui quá chị há. Thì và nói lúc đó mình rất là thất vọng và ám ảnh. Liệu với cái liệu trình anti-aging có thể giúp cho chị khách giải quyết được những vấn đề da trùng, chảy xệ, nếp nhăn sâu hay không? Hay là làm đẹp chỉ là hên xui? Tình trạng da, rãnh cười sâu, da trùng nhão, vùng má chảy xệ. Lựa chọn công nghệ trẻ hóa da tại BB Thanh Mai, liệu rằng sau 60 phút, khách hàng có thể sở hữu làn da như mong muốn? Cùng xem ngay kết quả nhé! Chào chị. Chào Mai. Sau khi chị được điều trị nửa gương mặt bởi bác sĩ trong cái liệu trình anti-aging, chị thấy như sao? Thì cũng đang cái, có cái cảm giác giống như là nó được nâng cơ á, nhưng mà chưa có được sơ kiến cho nên mình chưa cảm nhận, đang cảm nhận thôi chứ chưa thực tế thấy. Bây giờ chị rờ thử cái bên chưa điều trị, chị thấy cái vùng da nó có nhão hơn sau cái vùng mà vừa điều trị không? Đúng là nhão hơn, nhưng mà mình cảm giác bên này nó săn hơn. Đúng rồi, nghĩa là sau khi điều trị xong đầu tiên là nó sẽ thấy săn, mình rờ cái da của mình nó cũng có vẻ chắc hơn nữa. Ồ, phải không chị? Rồi mà nói giờ... cho nên giờ rờ thấy nó có cảm giác là như vậy. Cho em mượn cái tí. Rồi, em mời chị nha, chị xem thử xem. Wow, trời ơi, nó khác hoàn toàn với bên này luôn ha. Bên này còn cái vết thâm nè, rồi cái rãnh cười nè, nó sâu ơi sâu. Còn bên này, trời ơi, cảm giác sướng ghê, nhìn lạ quá ha. Có không chị? Nhìn giống như hai người khác nhau vậy. Hai người khác nhau luôn đó chị ơi. Thực sự ra mà nói, gương mặt của chị cải thiện rất là tốt. Mà thích nhất là cái rãnh nè, chỗ một bên thì trông mình hơi mệt hơn, trông mình cau có, mặc dù là mình đang vui vẻ thôi. Bây giờ có dám cười lớn cho đâu không? Đó. Giờ tại vì đang hạnh phúc. Đúng rồi. Thành ra còn bên đây thì Mai thấy là cái rãnh là nó đã gần như biến mất, rồi cái phần mà cái vết nhăn ở những cái tuyến chân chim của mình cũng được cải thiện rất là cải nhiều. Thiện, mình thấy cải thiện rất là nhiều. Và làn da bên đây cũng sáng hơn so với đúng bên rồi, kia nữa. Giờ đang hồi hộp muốn làm thêm bên này. Và Mai được biết là trước đó chị cũng điều trị nhiều nơi rồi. Đúng rồi. Trước đó là chị cũng có những cái kết quả gì không chị? Bây giờ nhắc tới là cũng buồn, tại vì cái thời gian trước khi mà mình đi điều trị á thì cái da của mình thì nó chảy xệ ít, nó có rãnh cười cũng ít, rồi vết chân chim, nhưng mà mình không có hài lòng thì mình đi đó. Nhưng mà khi đi rồi á, vô làm sao thì ra vậy. Nó giữ nguyên hiện trường như vậy, nhưng mà về sau á thì nó lại chảy xệ rất là nhiều. Làm cho mình tiền mất tật mang, mình cảm thấy là rất là hoang mang. Đâm ra mình mất lòng tin. Như vậy là bị collagen bị đứt gãy, nếu như mà cái công nghệ nó không có đúng á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái làn da của mình. Như chị nói là tiền mất tật mang. Nhưng mà thôi, chị đừng có mất lòng tin về công nghệ, chị đừng mất lòng tin về cái ngành industry trong cái ngành thẩm mỹ này. Bởi vì rõ ràng là công nghệ luôn luôn đem lại những điều tốt cho khách hàng, ví dụ tăng collagen, tăng elastin, rồi đồng thời là làm săn chắc da. Không, bây giờ nhìn gì là an tâm rồi, nhưng mà không biết về lâu dài nó có cải thiện hơn như vậy nữa không? Cái này còn hay hơn nữa nha chị nha. Tại vì cái tăng sinh này nó sẽ tiếp tục diễn tiến mỗi một tuần, mỗi một tháng. Chị sẽ cảm thấy mình đẹp hơn nữa đó chị. Trời ơi, hồi hộp quá, mình trông chờ. Cái này là cũng mới được khoảng độ vài chục phần trăm thôi. Nhưng mà đến tháng thứ 6 nó sẽ đạt được 100% tối đa cho chị. Nhưng mà có nghĩa là sau cái thời gian làm về rồi á, xong một liệu trình đó, mình có phải kiêng khem nghỉ dưỡng gì không? Dạ không, chị thấy đó, đây là một cái điều trị mà không có đau, không có cần phải nghỉ dưỡng, không phẫu thuật, mà đẹp một cách tự nhiên. Không ai biết là mình làm cái gì, chỉ thấy là sao đẹp ra mà không biết lý do tại sao. Nói chung là bây giờ là tiền nó có cao hơn tí xíu nữa, mất tiền mà mình lại được cái nét đẹp như thế này, thì nói chung được như bên này cải thiện gì là rất là đáng kể rồi, happy lắm rồi. Chị ơi, chị có nói vậy nhưng mà Mai cũng không bao giờ lạm dụng để lấy giá cao hơn đâu, vẫn có cái giá rất là tốt cho chị. Không có nghĩa là mất rồi, mình đã mất bên kia rồi, bây giờ mình qua
bên này mình mất mà nó cải thiện vậy thì thậm chí có cao hơn tí xíu là mình cũng mát ruột á. Dạ đúng rồi chị, mà chị thì mát ruột là bởi vì chị được cái hiệu quả, còn Mai thì mát ruột bởi vì chị có những lời khen có cánh dành cho BB Thanh Mai. Không, rất là hài lòng thật sự. Mình rất là bây giờ còn hồi hộp chờ đợi nửa mặt bên này. Dạ thì thôi cũng không để cho chị phải chờ đợi lâu, để chờ đợi cái sự hoàn hảo của mình. Đúng Mai rồi. Mời chị điều trị luôn với bác sĩ để sau đó chỉ trong vòng thời gian ngắn nữa thôi là gương mặt của chị hai bên là một người chứ không phải là hai người khác biệt nữa chị nha. Dạ, cũng đang hồi hộp, cũng đang mong vậy là dạ. Mình cảm ơn Thanh Mai và cảm ơn BB Thanh Mai ở đây, đội ngũ chuyên viên bác sĩ. Nói chung là giờ đang hồi hộp thì mình tiến hành nha chị. Dạ, Thanh Mai. Dạ em mời chị. Dạ. Dạ, okay. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận, gạt bỏ mọi lo lắng về làn da, vùng cổ của mình cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.